Hoa Khôi Phục chân lên mặt tôi, từ trên cao nói, cậu có muốn làm bạn trai tôi không? Ngửi thấy mùi Pepsi từ chân cô ấy, tôi dứt khoát từ chối, Pepsi à, tôi chỉ uống Coca thôi, thú vị nhỉ, người đâu, chôn sống cậu ta cho tôi. Thấy tình hình, tôi lập tức quỳ xuống đồng ý với yêu cầu hợp lý của cô ấy. Lưu Như Yên không chỉ là tiểu thư của tập đoàn tài phiệt hàng đầu, mà vẫn có thành tích học tập và nhan sắc đều đứng đầu. Thậm chí cô ấy vẫn là ngôi sao của câu lạc bộ Taekwondo. Mỗi kỳ thi đều đứng đầu khối, khiến cuộc sống trở nên vô cùng chán. Nhưng điều này đã bị hỏng vào một kỳ thi tháng. Tôi dễ dàng vượt qua cô ấy trong kỳ thi. Điều này tạo nên Lưu Như Yên rất quan tâm đến tôi. Vào một buổi chiều đẹp trời, Lưu Như Yên đến thư viện tìm tôi. Lúc đó tôi đang ngủ trưa, nghe tiếng bước chân tạch 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 từ từ tiến lại gần. Tôi vô di ngẩng đầu lên hỏi, ai đấy? Không biết thư viện phải yên tĩnh à? Đập vào mắt tôi là một mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt. Cô ấy mặc váy đen, đi giày cao Gothic, đôi chân dài ẩn hiện dưới làn sóng váy, khiến người ta không rời khỏi giấc mơ. Ngay sau đó, một gương mặt lạnh như băng nhìn thẳng vào mắt tôi. Hỏi, anh là Trần Chiết? Nhìn Lưu Như Yên đầy khí thế, tôi không chịu lép vế mà đáp lại, là tôi, có vấn đề gì à? Nghe vậy, vẻ lạnh lùng trên mặt Lưu Như Yên lập tức tan biến. Thay vào đó là một nụ cười kỳ lạ, tốt lắm. Từ hôm nay, cậu chính là bạn trai của tôi. Nghe vậy, tôi im lặng một thời gian, rồi thảnh thơi một câu, không nhé, rồi bỏ đi. Tôi trong lòng nghĩ, dù cô có đẹp, nhà lại giàu, nhưng anh đây không sống dựa vào phụ nữ. Tuy nhiên, lúc đó một bàn tay kéo tôi lại, sau đó bụng tôi bị đánh mạnh, cơn bão bùng lan khắp người, khiến tôi không thể kiểm soát mà xuống quỳ. Tôi trừng mắt nhìn Lưu Như Yên, trả lời lớn, cô bị điên à? Nhưng Lưu Như Yên, gây ra chuyện, vẫn bình yên. Khóe miệng cô ấy nhẹ nhếch lên, đây không phải lỗi của tôi. Là cậu tự chạy mà. Hơn nữa, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu có người nói chuyện với tôi như vậy. Nhưng trong lòng Lưu Như Yên lại càng hài lòng với người đàn ông trước mặt. Ít nhất, anh ta không giống mấy công tử giả tạo kia, trả đầu khúm núm chỉ vì thân phận của mình. Lưu Như Yên muốn tìm một người có thể đồng hành cùng cô, chứ không phải là một kẻ muốn trèo cao. Bị đá ngã, tôi vừa đau đớn, vừa trừng mắt nhìn Lưu Như Yên, cô là đồ điên. Tôi nhớ mặt cô rồi đấy, cẩn thận khi đi đường cấm đêm. Ngay sau đó, mắt tôi mở tròn trịa, Lưu Như Yên bất ngờ hôn lên môi tôi, chưa kịp hoàn hồn, gương mặt tôi đã trở nên đau đớn. Một vị máu tanh lan tỏa trong miệng tôi, môi tôi bị Lưu Như Yên cắn mạnh, cô ấy đứng dậy, bạch môi, rồi cười khinh bỉ, hôm nay tôi tạm để lại dấu ấn cho cậu. Từ giờ, cậu là của tôi, ngày mai là cuối tuần, tôi sẽ chờ cậu ở cổng trường vào buổi sáng. Lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn. Nói xong, Lưu Như Yên tự tin bước đi trên đôi giày cao Gothic. Chỉ có kẻ ngốc mới đến, nhìn theo bóng lưng của Lưu Như Yên rời đi, tôi tức giận lau vết thương trên khóe miệng, rồi nhanh chóng rời khỏi thư viện. Sáng hôm nay sau 9 giờ, một vẻ ngoài xinh xắn xuất hiện ở cổng trường. Khuôn mặt cô ấy rạng rỡ hạnh phúc, vì cuộc hẹn hôm nay, Lưu Như Yên đã đặc biệt chỉnh sửa trang phục. Một giờ sau, Lưu Như Yên bắt đầu dần mất kiên nhẫn. Cô ấy nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 10 giờ rồi, tên đó vẫn chưa đến. Ngay sau đó, một vệ sĩ đến mật báo tình hình, chạy từ ký túc xá nam tới, thưa tiểu thư, Trần Chiết, hình như vẫn còn ngủ trong ký túc xá, đến giờ vẫn chưa dậy. Sắc mặt Lưu Như Yên ngay lập tức tối lại, cô ấy dậy sớm chỉ để chờ anh ấy, muốn tái hiện ấn tượng tốt. Thế mà anh ta vẫn còn ngủ trên giường, chưa từng có ai làm vậy với cô, không ai dám để cô chờ lâu như thế này, người đâu đi với tôi, Lưu Như Yên lạnh lùng ra lệnh, cô ấy phản tay, dẫn người thẳng tới ký túc xá nam. Tích tắc. Lưu Như Yên đã tới cửa phòng ký túc 312. Vệ sĩ phía sau mạnh mẽ đạp tung cửa phòng. Lưu Như Yên bước vào, đi trên đôi giày trắng. Nghe tiếng động, tôi vẫn chưa rõ chuyện gì. Nửa tỉnh nửa mê, một cơn đau nhói khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi mở mắt ra định hướng thoát ra, nhưng đầu tôi bị Lưu Như Yên ghì chặt xuống. Gương mặt cô ấy lạnh như băng. Một lần nữa, cô ấy cắn mạnh tôi bằng cặp răng nanh sắc nhọn. Mùi máu lại một lần nữa tràn đầy trong miệng tôi. Vết thương khó khăn lắm mới cầm máu lại được. Cơ thể tôi bắt đầu giãy giụa liên tục vì đau đớn. Nhưng Lưu Như Yên dùng hai tay giữ chặt tôi lại, hoàn toàn không cho tôi cơ hội thoát ra. Cảnh tượng này kéo dài suốt 5 phút, đến cuối cùng, tôi buông xuôi phản kháng. Không còn cách nào khác, dù sao cô ấy cũng luyện tập Taekwondo. May mắn là cuối cùng Lưu Như Yên cũng buông tha cho tôi. Cô ấy ngồi xuống mép giường với vẻ mặt u trầm, từ trước đến giờ chưa ai dám cho tôi leo cây như thế này. Trần Chiết, cậu giỏi đấy chứ, nhưng bạn càng chống đối, tôi lại càng thấy thú vị với bạn. Tôi rúc vào góc giường và chửi, cô điên rồi à. Đây là ký túc xá nam đấy, chẳng qua chỉ vì tôi cướp của cô một lần đứng đầu mà. Lần sau tôi nhường cô, được không? Vừa nói xong, sắc mặt Lưu Như Yên càng trở nên lạnh lùng hơn, như thể mặt cô ấy được phủ một lớp băng giá. Cậu bảo nhường nhịn tôi sao? Cô ấy bật cười đầy giận dữ, là một tiểu thư tài năng hàng đầu. Từ nhỏ đến lớn cô ấy đã được vô số bằng khen.
Những danh hiệu cô ấy đạt được cũng không đếm xuể, vậy mà bây giờ có người bảo sẽ nhường cô ấy. Cậu đang nghĩ tôi không bằng cậu sao? Lưu Như Yên nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh, dường như cô ấy muốn thanh toán tâm can tôi. Thấy ánh mắt đó, tôi, co rúm trong góc, mà cảm thấy lo cho dạ dày. Tôi không trả lời và cũng không phản ánh bác. Lưu Như Yên thấy vậy, cô ấy đứng lên, phủ tay và ra lệnh lạnh lùng. 5 phút nữa, tôi muốn thấy cậu dưới lầu. Nói xong, cô ấy không quay đầu lại, mở cửa ký túc và đi ra ngoài. Rầm một tiếng, cánh cửa được đóng lại. Trong ánh mắt sợ hãi và khủng hoảng của tôi, ba tên vệ sĩ nhanh chóng vào tôi. Chỉ trong chốc lát, cả phòng ký túc đầy những tiếng la hét khủng khiếp của tôi. Đừng đến đây, đừng đến đây, dưới lầu ký túc nam. Một chiếc Maybach màu đỏ đang đậu đó. Lưu Như Yên vắt ngang đôi chân dài, ngước lên nhìn đồng hồ, còn một phút. Ngay sau đó, cánh cửa xe mở ra. Tôi, ăn mặc chỉnh tề hơn, được bảo vệ xô vào trong xe. Đầu tôi không thể không rơi ngay dưới chân Lưu Như Yên. Lưu Như Yên nhìn tôi từ trên cao. Sau đó, cô ấy nâng chân lên và đạp nhẹ lên đầu tôi. Khóe miệng cô nở một nụ cười lạnh lùng, thế nào? Cậu có thích đãi ngộ này không? Tôi cứng miệng không nói nên lời. Thấy vậy, cô ấy kéo tôi lên và ném vào chỗ ngồi. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng có ngày mình lại ngồi lên chiếc xe sang trọng theo cách này. Tôi thở dài, bất lực nhìn Lưu Như Yên ngồi bên và hỏi, tiểu thư. Cô thích tôi ở điểm nào vậy? Làm bạn với tôi làm cô khó chịu thế sao? Lưu Như Yên thở giận dữ, ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn tôi giận dữ. Tôi thay đổi giọng điệu, khép kín nói, thế cô muốn ở bên tôi chắc chắn phải có lý do chứ. Phải biết là đến hôm qua chúng ta vẫn chưa nói chuyện với nhau dù thế nào đi nữa. Lưu Như Yên dựa vào ghế, bật cười, thế này đi. Chúng tôi thực hiện một giao dịch, tôi chỉ thích chơi với những người xuất sắc cùng tuổi, mà cậu bây giờ thì tạm coi là một người như vậy. Nếu bạn đồng ý làm bạn không phản bội tôi có thể cho cậu vô số vinh hoa phú quý, sao? Thỏa thuận điều này rất thích phải không? Trong suy nghĩ của Lưu Như Yên, ngay cả kẻ ngốc cũng sẽ đồng ý với giao dịch của cô ấy. Hơn nữa, cô ấy dù sao cũng là một tiểu thư tài năng. Xuất thân và vị trí không cần bàn đến. Có bạn gái như cô ấy, ai từ chối? Lưu Như Yên nghĩ rằng việc làm này chắc chắn không có gì khó khăn. Nhưng bất ngờ có một câu nói không đúng lúc vang lên. Ồ, tôi từ chối. Tôi trả lời mà không có một chút dự phòng nào. Nghe vậy, Lưu Như Yên lập tức cau mày. Lý do gì? Tôi đưa ba ngón tay ra. Thứ nhất, cô không phải là mẫu người tôi thích. Thứ hai, tôi không quan tâm đến tiền. Tôi là người không có tham vọng lớn, chỉ cần sống vui vẻ là đủ. Vì vậy, dù có nhiều tiền đến đâu cũng có ý nghĩa gì với tôi. Còn về thứ ba, tôi không thú vị với trò chơi gia đình. Thứ cô muốn nghĩ chỉ là cái gọi là trò chơi bạn bè thôi sao? Thật vô vị, tôi lười để ý đến chuyện đó. Lúc này không chỉ Lưu Như Yên lặng người, mà ngay cả người tài xế ngồi phía trước cũng không rời khỏi nhìn vào khung sau. Cậu bé này nói như vậy với tiểu thư, đúng là không sợ chết. Nhóc con, cậu còn quá trẻ, tôi nhìn về phía Lưu Như Yên, thấy mặt cô ấy còn trắng hơn cả giấy. Sau đó cô quay lại nói với tài xế, trở về biệt thự ngay. Lúc này, tôi bắt đầu lo lắng, cô ấy không định bắt tôi về nhà rồi hành hạ tôi chứ. Nghĩ đến điều này, tôi bắt đầu hét lên, trời ơi, thả tôi xuống, tôi vẫn chưa đáp ứng hết yêu cầu, thì Lưu Như Yên đã nắm lấy cổ áo tôi và ra tay ngay một cú siết chặt. Không biết đã ngủ bao lâu, tôi mở mắt ra, và trước mắt là một trần nhà lạ. Tôi vừa định ngồi dậy, thì phát hiện tay chân mình đều bị trói chặt. Tứ chi bị khóa cứng ở bốn góc giường, không thể cựa quậy. Chết tiệt, con đàn bà điên này thực sự dùng xích sắt trói mình. Cô ta định làm gì đây? Vì một điều là vì mình đã từ chối cô ta sao? Nên cô ta định giết người diệt khẩu à? Nghĩ đến đó, tôi nghe thấy tiếng động từ phía phòng tắm. Cẩn thận nhìn về hướng đó, mặt tôi lập tức đỏ ửng. Cô điên rồi, tôi hét lên khi thấy Lưu Như Yên bước ra từ phòng tắm, tóc cô ấy còn ướt, nhỏ từng nước. Điều quan trọng hơn là cô ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh manh. Lưu Như Yên để lộ làn da trắng ngọc, bước về phía tôi. Tôi nhắm chặt mắt, giọng nói có chút run run. Tôi cảnh báo cô, Lưu Như Yên, dù cô có thể sử dụng được cơ thể tôi, cô cũng không bao giờ có được linh hồn của tôi đâu. Hơn nữa, sexy là phạm pháp đấy, hãy quay lại đi. Lưu Như Yên ngồi xuống mép giường, chân trần, nước nhỏ từng giọt từ tóc xuống. Chỉ có nam ép buộc nữ mới gọi là khiêu gợi thôi. Thật sự không ngờ cậu đứng nhất lớp mà lại không biết điều này. Tôi cảm thấy mất mặt khi thua cậu đấy. Chị ơi, chị muốn làm gì? Chị thả tôi được không? Tôi hứa lần sau sẽ không tranh hạng nhất với chị nữa. Thả cậu ra à? Lưu Như Yên đứng lên giường, chân trần. Cô ấy nhìn tôi một cách lạnh lùng. Cậu bé phải nói tôi đang chơi trò chơi con nít sao? Giờ tôi sẽ chọn cậu, thấy tôi đang chơi không? Nói rồi, Lưu Như Yên ngồi phịch xuống bụng tôi. Hai tay cô ấy nắm lấy mặt tôi và ôm hôn một cách mạnh mẽ. Lưu Như Yên vẫn mặc định phong cách. Tôi chống cự quyết liệt, nhưng không thể chống lại sức ép của cô ấy. Chiếc váy thơm nhanh chóng mở khóa hàm răng tôi, nếu không thể tránh được, thì cứ tận dụng thôi. Trong căn hộ tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng bước dốc của chúng tôi.
cùng với âm thanh của dây xích liên tục bị căng thẳng. Một lúc sau, cô ấy buông tay ra, nhìn tôi chăm chú. Một sợi chỉ trắng trong suốt kéo dài từ miệng của chúng tôi, bây giờ bạn nghĩ tôi đang chơi trò chơi với Nick phải không? Miệng tôi tràn ngập mùi vị của Lưu Như Yên, chỉ đến trình độ này mà cậu không chịu nổi sao? Đồ đáng chê, tôi nói, không phục. Nghe vậy, Linh Như Yên cúi xuống nhìn tôi, nụ cười khinh bỉ. Đúng là một kẻ tấn công mạnh mẽ, nhưng như vậy mới có giá trị để được giảng dạy. Sau đó, trong ánh mắt kinh hoàng của tôi, Lưu Như Yên dùng chân trắng thu lên và đạp mạnh vào mặt tôi. Rồi cô ấy cứ liên tục lặp lại hoạt động đó. Anh chịu thua chưa? Chưa à? Sau một loạt cú đạp hung bạo, cô ấy hỏi, chịu chưa? Chịu rồi, tôi vội vàng đáp ứng. Giờ cậu có muốn làm bạn trai tôi không? Tôi làm, còn không được sao? Lưu Như Yên lao về phía tôi như hổ đói vồ. Tiếng sau, tôi không thể chịu đựng nổi nữa, tôi la lớn đầu hàng. Nhìn thấy vậy, Lưu Như Yên cười hài lòng. Sau đó, cô ấy thoải mái bỏ tôi ra. Tôi nhìn theo Lưu Như Yên đang bước vào phòng tắm. Chờ đấy, đồ điên, với thù này, tôi không trả thù thì không phải là trần chiết. Sáng hôm sau, Lưu Như Yên mặc một chiếc váy dài trắng muốt, nói rằng sẽ dẫn tôi đi mua sắm. Nhưng khi thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của tôi, gương mặt cô ấy sáng tức trở nên u ám. Tôi nghĩ cần phải dạy cậu thêm chút nữa. Ý bạn thế nào? Cô ấy hỏi, mắt nhìn đầy nguy hiểm. Tôi nhìn ánh mắt đó mà rùng mình, vội vàng tăng tốc bước chân, nhanh chóng lên xe ngồi. Thấy hoạt động nhanh của tôi, Lưu Như Yên mới gật đầu hài lòng. Sự lạnh lùng trong mắt cô ấy biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng. Khi đến trước cổng trung tâm mua sắm, tôi lập tức nhảy xuống xe, không thể chịu nổi việc ngồi cạnh cô ấy thêm chút nào nữa. Bầu không khí thật quá ngạt, tôi cảm giác mình có thể bị giết bất cứ lúc nào. Ở phía bên kia, Lưu Như Yên bước xuống xe đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhưng đôi mắt cô ấy vẫn lạnh, tôi cảm giác như có thể bị giết bất cứ lúc nào. Cô ấy chỉ đứng yên nhìn tôi, cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của cô ấy, tôi quay lại nhìn. Sao cậu không đi, bạn nghĩ mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì? Lưu Như Yên nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt, nhìn thẳng vào tôi. Tôi do dự một lúc, sau đó trả lời bằng giọng không chắc chắn, là bạn trai bạn gái. Nhưng chính sự do dự thoáng qua điều này đã tạo tâm trạng của Lưu Như Yên càng tệ hơn. Cậu quay lại đây, lời nói của cô ấy như có lực, tôi lo lắng quay người lại. Ngay giây tiếp theo, Lưu Như Yên đi đôi giày trắng nhỏ của mình lên, và đá mạnh vào mông tôi. Tôi không kịp phản ứng, bị đá bay xa cả một mét. Cú đá làm mọi người xung quanh giật mình, nhìn Lưu Như Yên với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng rồi họ nhanh chóng tản ra. Không ai lại xem nữa. Tôi xoa bóp, đứng dậy từ dưới đất, nhìn Lưu Như Yên bằng ánh mắt giận dữ, cô điên à. Sao lại đá tôi? Lưu Như Yên lạnh lùng nhìn tôi. Cú đá này là vì trong lòng cậu vẫn chưa coi tôi là bạn gái. Vì vậy, tôi rất không vui. Nghe vậy, tôi nói bằng lời. Chúng tôi mới quen nhau chưa đến 2 ngày. Coi cô là bạn gái thì có mà mới tin. Nhìn xung quanh, thấy mọi người đã đi tản bộ, tôi đột nhiên có một ý tưởng. Đúng rồi, bây giờ không ở biệt thự, tại sao tôi không tranh thủ chạy thoát ngay lúc này? Dù cô ta có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là con gái. Chạy nhanh, chắc chắn tôi nhanh hơn cô ta. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi đã tìm thấy kế hoạch này rất khả thi. Nhưng trước tiên, phải làm cô ta mất cảnh giác đã. Đằng sau vẫn còn một số tên vệ sĩ theo dõi. Tôi không thể chạy nhanh hơn họ. Nghĩ đến đây, cơn giận trên mặt tôi lập tức biến mất. Thay vào đó là nụ cười chân thành. Tôi tiến lại gần, nắm tay Lưu Như Yên, cười hì hì. Vừa rồi là tôi không hiểu chuyện, Yên Yên à, dù sao chúng ta cũng mới quen nhau. Yên Yên, chúng ta mới quen nhau chưa lâu. Cô là người có lòng rộng rãi, xin cô hãy tha cho tôi lần này. Nhìn tôi chủ động nắm tay cô ấy, sự không hài lòng trong lòng Lưu Như Yên giảm bớt một chút. Coi như bạn biết điều, lần này tôi sẽ tha cho cậu. Nói xong, chúng tôi nắm tay nhau bước vào trung tâm mua sắm. Trong mắt người ngoài, đây chỉ là một đôi yêu thương nhau. Trên đường đi, tôi đang nghĩ cách trốn thoát, thì được Lưu Như Yên kéo vào một cửa hàng đồng hồ Rolex. Một nữ quản lý mặc áo đen bước tới, kính cận nói với Lưu Như Yên, cô Lưu. Cô có cần gì không? Dù sao cũng là tiểu thư nhỏ của một tập đoàn lớn. Hơn nữa, trung tâm mua sắm này là tài sản của gia đình Lưu, nên không ít người đều biết đến Lưu Như Yên. Lưu Như Yên buông tay ra, lạnh lùng ra lệnh cho quản lý. Tìm cho anh ấy một chiếc đồng hồ phù hợp, phải là cái tốt nhất. Nghe thấy vậy, tôi từ chối. Gãi đầu, cái này không tốt lắm đâu. Tôi, một sinh viên nghèo, cần gì đồng hồ nhiều tiền như vậy? Đối với điều này, Lưu Như Yên chỉ lạnh lùng nói, bạn bây giờ là bạn trai tôi. Trang phục trên người cậu cộng lại không tới 500 tệ. Anh không thấy xấu hổ thì tôi thấy xấu hổ. Tôi nhìn vào trang phục của mình, nghĩ thầm, nhận chút lợi lộc cũng tốt. Dễ dàng cho việc bỏ trốn. Vì vậy, tôi đồng ý gật đầu. Quản lý cười và đi tới tủ kính. Một cách nhanh nhẹn, cô ta lấy ra 3 mẫu đồng hồ phiên bản giới hạn mới nhất. Cả 3 mẫu này đều là hàng mới vào của chi nhánh ở Thượng Hải. Đều là phiên bản giới hạn. Tại Trung Quốc, chúng còn hiếm hơn nữa. Cả 3 mẫu này, dù là vỏ đồng hồ, kim chỉ,
mặt đá hay dây đeo đều được làm bằng vàng trắng 18K. Cô xem, cô thích mẫu nào? Nhìn ba chiếc đồng hồ Rolex tiền tỷ trước mặt, tôi nhìn về phía Lưu Như Yên bên cạnh. Cô ấy lạnh lùng nói, nhìn tôi làm gì? Lưu Như Yên lạnh lùng nhìn tôi, không nói một lời. Tôi cảm thấy sự thờ ơ và không quan tâm từ cô ấy.